Chào các bác nhá, shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Loa và phụ kiện săn bẫy nhá, các bác có nhu cầu cần gì thì cứ liên hệ với shop nhá. Hôm nay shop làm cái clip này để hướng dẫn cho các bác cái cách thay pin nhá, cách thay pin. Tại vì trong quá trình sử dụng các bác nó sẽ có tình trạng là bị chai hoặc là bị chập cháy thì nó hỏng pin, thì hướng dẫn cho các bác cách thay pin. Hôm nay là cái loa E898 phiên bản kiểu mới, phiên bản mà cải tiến về pin ấy, nó không dùng pin 7,4V nữa mà dùng pin 3,7V. Dùng nguồn sạc là 5V thì có nghĩa là sẽ chung với nguồn sạc của điện thoại, nó rất là phổ thông, rất là dễ. Khi nào hết thì dùng chung với sạc điện dự phòng của điện thoại luôn nhé các bác nhá. Ở đây, quả pin này đây. Quả pin này là thông báo với các bác luôn là cái này là hàng này là hàng mới. Cái loa này nó là mới ra này. Shop mới cập nhật nhập được cái mẫu pin cho cái loa mà có dùng điện sạc là 5V nhá. Đấy các bác nhá. Thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách thay quả pin này vào. Quả pin này là nó điện áp của nó ấy là 3,7V nhá, 3,7V. Và nó được hàn sẵn cho mình một cái miếng mạch điện tử ở trong này này. Trong này là có diode này, có IC này. Và hàn dây vào luôn. Có giắc cắm sẵn luôn cho các bác nhá. Đấy, có giắc cắm luôn cho các bác. Thì để cho các bác về là sẽ chỉ việc cắm vào thôi. Và cái miếng mạch này là sẽ phụ trách cho cái việc ổn định cái điện áp sạc vào. Thế còn các bác mua ở ngoài thị trường thì quả pin trơn nó chưa có cái miếng mạch này thì sẽ không sạc được nhá. Ở đây các bác xem cái ốc này. Nó là ốc hoa thị hay ốc lục giác hay là ốc ba ke. Tôi biết đấy, thì các bác lựa chọn cái dụng cụ cho nó phù hợp. Để điển hình cái loa này là nó dùng cái ốc hoa thị hoặc là ốc 6 cạnh ấy, thì các bác phải lựa cái tô vít phù hợp nhá. Lựa đầu 6 cạnh phù hợp này. Rồi đây. Đấy. Các bác tháo bốn con ốc ở phía sau ra. Tháo bốn ốc phía sau loa ra. Và các bác sẽ cầm cái loa ra, các bác tách đôi ra nhá. Các bác lựa tay. Tại vì nó còn dính cái khớp nhàm. Đấy, loa nó còn dính khớp nhàm nữa, các bác sẽ tách đôi ra là được. Tách đôi loa ra. Rồi. Khi các bác tách đôi ra loa ấy, thì cái loa sẽ làm hai phần nhá. Hai phần. Phần trước và phần sau. Nửa trước và nửa sau. Các bác để ý nhá. Cái rắc dây pin này. Rắc dây pin này ấy, nó cắm ở rắc trên nhá. Cắm ở rắc trên. Thì các bác rút ra. Sau các bác cắm dây pin vào, các bác nhớ cắm rắc trên nhá. Đấy. Dây pin cắm rắc trên này. Thế còn lại cái dây của bắt loa nhá. Cái dây bắt loa sẽ cắm ở rắc dưới. Các bác nhớ nhá. Các bác thích thì các bác rút ra. Còn không thì thôi. Đây tôi rút ra luôn. Rút ra sẽ tách được cái loa làm hai phần. Phần sau là cái miếng mên mạch nhá. Phần trước là cái bát loa và cái quả pin. Thì cái này các bác, quả pin này nó ví dụ như hư hỏng ấy, các bác cậy ra. Cậy ra các bác lấy quả pin mới. Các bác kiếm đồ keo dán nó lại đây, hoặc là kiếm đồ để kê vào cho nó im. Nhưng tốt nhất là các bác nên dùng keo lến hoặc là keo 52 cũng được, các bác dán vào đây cho nó im lại nhá. Và các bác khi lắp vào này, các bác nên so này này. Các bác phải so chính xác. Đây là cái quả pin cũ của loa nhá. Nó cực âm cực dương. Thì đây là cái quả pin mới. Thì trước khi lắp vào các bác phải so cái giắc cắm này. Các bác so đúng chiều. Các bác so đúng chiều thôi, đều quay cái chiều này lên trên. Là cái chiều mũ ấy, cái chiều khe rãnh này, quay lên trên này. Thì các bác nhìn này. Nó phải đúng bên. Đúng bên trái phải là âm dương nhá. Đỏ bên đỏ, đen bên đen thì mới đúng. Thế còn các bác mà trường hợp cắm mà nó lệch âm dương ấy, thì nó sẽ gây đến cái hiện tượng là cháy nổ nhá, cháy chập trong này nhá các bác nhá. Thì các bác chỉ việc tháo quả này ra, thay quả này vào, dán keo lại. Tôi ví dụ nhá, đã làm xong rồi thì nó sẽ như thế này. Thì lắp lại nhá, các bác lại để vào đây. Các bác lại cắm lại thôi. Đây các bác nhớ vừa nãy nhá. Ở trong này nó có một cái dây này. Dây này là dây thừa thôi nhá bác nhá. Cái dây này nó không có tác dụng gì. Dây nó bắt đài với em ấy, nó không quan trọng nhá. Nó để chờ không như vậy thôi nhá các bác nhá. Đây các bác lựa cái rắc loa ở dưới này. Các bác cắm đúng chiều. Cái này các bác cắm đúng chiều thì mới cắm được nhá. Còn cắm không đúng chiều là sẽ không cắm được đâu. Và cắm xuống rắc dưới. Đấy. Cái dây pin mình vừa tháo ra nằm rắc trên. Các bác cắm lên rắc trên. Các bác tránh tình trạng cắm lộn rắc nhá. Đấy, tránh tình trạng cắm lộn rắc. Đấy, các bác thấy đơn giản không? Chỉ có việc rút ra và cắm vào. Đấy, chỉ việc rút ra và cắm vào là các bác đã thay được cái quả pin rồi nhá. Rất là đơn giản. Đấy, các bác hình dung ra chưa? Rút ra và cắm vào. Thế thôi. Và các bác lưu ý là cắm đúng vị trí nhá. Rút vị trí nào thì cắm đúng vị trí đấy. Chứ bác đừng cắm lộn giữa cái rắc loa và rắc pin nhá. Và các bác để ý trước khi cắm cái rắc pin vào ấy, các bác phải xem là cực âm cực dương đã đúng bên so với cái rắc cũ hay chưa.
Khi các bác xong rồi thì các bác úp lại nha, cắm úp lại. Úp lại theo đúng khe của nó để cho nó ăn khớp nhá. Rồi, các bác im lại. Rồi. Các khe đã vào, đã im hết. Các bác siết ốc vào. Vậy là đã hoàn chỉnh nhá. Đây là cái mẫu loa 898 phiên bản mới cải tiến về pin. Nó dùng pin 3,7V, nguồn sạc 5V. Thời gian pin mà khi đã lắp căng lên ấy, với cái miên mạch là miên mạch tiết kiệm điện nhá, là sẽ dùng liên tục tới tận 10 tiếng, hơn 10 tiếng các bác nhá. Và này nó có hai phiên bản. Cái phiên bản nói chung là không phải là phiên bản gì cả đâu. Nó tùy từng lô hàng thôi. Có lô hàng ấy thì cái mặt trên này nó làm đen này. Có lô hàng thì mặt trên này nó làm trắng. Cái việc đen hay việc trắng thì không quan trọng các bác nhá. Nó vẫn là một, nó vẫn là cái loa này thôi. Nó vẫn là loa 898 cải tiến về pin. Đấy, cái này thì nó sẽ dùng cái để các bác phân biệt được ấy thì nó sẽ dùng cái cục sạc đây này. Cái cục sạc đi theo loa ấy, nó sẽ có cái chữ DC ở dưới này. Đấy, hơi nói các bác để ý cái hàng DC này. Nó sẽ có DC là 5V hoặc DC 9V hoặc DC 10V. Thì cái này nó sẽ là DC 5V các bác nhá. DC 5V thì chính là cái loại loa dùng cái pin như thế này. Và cách thay thế là như vậy. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Các bác vui lòng ấn nút đăng ký ủng hộ kênh nhá, thì theo dõi được những cái clip mới mà shop hướng dẫn về loa và các mặt hàng mới cho các bác. Rồi, xin chân thành cảm ơn shop Tân Ánh. Chào tạm biệt, hẹn lại các bác, hẹn gặp lại các bác nhá. Xin chào. Loa và các phụ kiện các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá.